Thưa quý khán giả, hôm nay, thời tiết xấu xuất hiện ở hầu hết các vùng miền trên cả nước. Tại Nam Bộ, ban ngày trời nhiều mây, nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng gió mạnh, lốc và sét. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 23 đến 32 độ. Trong khi đó, tại Bắc Bộ, mưa thường xuất hiện về chiều tối, đêm và sáng sớm. Lượng mưa dự báo từ chiều tối qua đến ngày hôm nay dao động từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Còn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, từ chiều tối hôm nay đến ngày 21 tháng 9, có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm, có nơi trên 500mm. Nguy cơ cao xảy ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Về thời tiết trên biển, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Ngoài ra hiện nay, mực nước triều tại khu vực ven biển phía Tây của Nam Bộ đang ở mức cao, cần đề phòng mực nước dâng bất thường gây sạt lở đê biển. Khép lại một chuyện nắng chuyện mưa sẽ là phần dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các vùng miền trên cả nước. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.